Anh chưa hỏi rồi, nó vô rồi. Giờ 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 mình đem mình vô mình xe nó. Giờ nhiều quá nó đuổi từ chậm chậm lại chút. Những cái lúc nào mà mình vô mình là admin á cũng mình chơi thoải mái lắm. À, cũng như lúc nào nó cho lại còn những nó chỉ cần một hai lúc mà nó kêu chờ pending thôi là nó kiếm chuyện mình đẹp. Rồi chào cả nhà, chào các em nha. Chào các bạn và các anh chị. Rồi. Ok, chương trình ngày của mình ngày hôm nay là mình sẽ làm hướng dẫn cho các bạn làm cái làm sculpture nail nha mấy bạn. Cấp như là bằng form giấy. Và cái set ngày của mình ngày hôm nay mình sẽ làm là cái set Russian Almond. Ok, các bạn theo dõi. Thì các bạn thấy đây, thấy rồi, okay. Thấy rõ không? Rồi em kéo lại này, rồi vậy, rồi vậy là thấy rõ rồi, ok. Màu mình dùng ngày hôm nay là màu Solid 102 nha các bạn. Và cái màu kim tuyến neon mới là cái này là neon clear là OM89D. Bạn theo dõi nha. À không, cái này đi, cái màu mới này trắng này. Ồ, cái màu mới đúng rồi. OM85 này. Màu ấn tượng nhất. Anh ơi làm sao để bỏ gift của công ty vậy anh? Evan Lê, hello chào em. Hello chào các bạn. Cái free gift của công ty là như thế này. Tất cả những bạn và những anh chị nào mà trong mấy tuần vừa rồi á là cái tiệm của mình đó bị đập phá. Coi như là mình bị nó tự riot á, nó tới nó đập phá tiệm của mình. Thì tất thường mà nếu mà nó có những đập phá như vậy đó thì các bạn phải làm một cái police report. Ai cũng vậy hết, ai cũng đều phải có cái police report hết. Tại vì mình cần có cái police report đó, mình có thể là mình đưa lên cho hãng bảo hiểm hay là để cho người ta xuống người ta investigate. Đó. Thì mấy bạn nếu mà mấy bạn có cái police report đó đó, mấy bạn sẽ cầm cái police report đó đưa vào tới một cái supply nào đó. À, khi mà tới supply đó đó thì những supply nào mà khi mà họ có cái hàng chi sổ thì họ sẽ tự động họ sẽ biết là họ sẽ đưa cho bạn một cái set bột màu tuy in quan, trong đó nó có 100 màu bột solid giống như thế này ha, và 100 cặp nước sơn gel 31 này, 100 cặp nước sơn gel như vậy. Thì trong cái solid, trong cái tuy in quan solid á thì nó có 100 màu solid thì nó đều có matching tuy in quan, thì các bạn sẽ nhận được là 100 hũ bột và 100 vừa sơn và tuy gel. À, đó thì đó là cái phần gift của công ty Chiso muốn chia sẻ ra cái thiệt cho các trường hợp các bạn và các anh chị. Còn hiện tại bây giờ cái đó là chương trình, đó là chỉ có chương trình trong mùa Riot thôi nha mấy bạn. À, mà 100 người khách đầu tiên thôi, nếu mà sau đó là công ty không có thể nào mà tài trợ hơn được nữa, tại vì mình
mình cố gắng, mình chỉ công ty chỉ có afford được bao nhiêu đó thôi nhá. Ok, rồi bây giờ để coi mình tiếp tục đi vô ha, lập bộ đây. Nhớ là phải coi nó, cái móng của mình nhấc nó lên cho nó đều. Nó hơi bị lỏng, các bạn nhìn thấy nó hơi bị lỏng. Nó lỏng ra như vậy là mình đặt nó không có đẹp. Nhìn chân em khỏe không em? Đó. Thì nói theo anh thấy là có một số cũng khá, có rất là nhiều tiệm đã bị đập phá. Cái thành phần lớn nhất là nằm ở bên Chicago. À, có một số anh chị đã liên lạc với David và những anh chị đó ở bên bên Los. Có một người thắc mắc, người ta hỏi như thế này là bây giờ tiệm người ta bị đập rồi mà cái tiệm cảnh sát, cái chỗ đồn cảnh sát cũng bị đập luôn, người ta không có thể nào lấy được cái report, thì mình phải làm gì cho người ta? Thì nếu mà người ta phải có cái bằng chứng á, bảo hiểm bao giờ người ta cũng phải đi tu cái bảo hiểm, dạ, cũng phải có giấy tờ thì mình sẽ nhận cái claim từ trong bảo hiểm ra để mình cho người ta cũng được. Mấy bạn có nghe rõ không? Có nhiều khi mà bây giờ trong cái đồn cảnh sát của mấy bạn đã bị đập rồi, mấy bạn không có report thì mấy bạn phải claim vô hãng bảo hiểm, đúng không? Thì mấy bạn có thể lấy những giấy tờ của bán hàng bảo hiểm đó, mấy bạn đã claim BM đi tới cái tiệm supply mà đã có hàng của Chicago, thì mấy bạn có thể làm những cách đó để mấy bạn lấy được cái phần quà của mấy bạn cũng được. Hello Vân Tì Lê. Bạn thấy nè, cái bột bột ha, thả xuống nằm xuống này ha. Bạn nhẹ nhàng bạn vuốt nó vào, đưa hết vào ngay giữa. Nên mấy bạn thấy là cứ mình từ từ mình vuốt xuống, mình đang làm cái này là cái version ảo mình nha mấy bạn. Mấy bạn rất là nhẹ nhàng kéo nó xuống. Cái cọ mà bắt đầu mà khi mà mấy bạn nhận thấy là cái cọ của mình nó bắt đầu nó hơi bị dơ rồi đó, là mình cảm giác được là cái cọ nó không còn kéo cái bột của mình đi nữa, nó sẽ làm cho cái cọ nó bị, cái bột của mình nó bị mờ đi và nó sẽ làm sần sùi đi. Thì mấy bạn bắt đầu lúc mấy bạn nên đi rửa cọ lên ha, rửa cọ lên. Thấy mình cái cục bột này, sao hồi mình kéo cái brush nào mình là làm sao nó càng ngày nó càng nhỏ lại những khúc đầu đó, nó ôm lại nữa nhá. Tại vì David hay nói với mấy bạn là master cái cọ. Đây. Hello Caroline K. Sau đó mấy bạn coi này, mình sẽ cầm con dao này, mình sẽ cắt nhẹ hai bên góc này, mình đẩy nhẹ nó ra. Đó. Các bạn thấy không? Đấy lại. Để giờ mình tốn, để mình không có tốn công vũ nhiều mấy bạn biết không? Cũng này là mình làm tròn nó lại thôi. Cái form đó mua đâu? Cái bốn phương là bạn form đó em vào trong em có thể em vào trong những supply mà nó có hàng của Chisel đó, tới em hỏi người ta. Hoặc là em có thể em ghé vô, em vào cái trang web của công ty PrincetonSupply.com á, cũng có bán. Nhưng mà đa số thì thường nếu mà mấy em vào trong những mấy bạn và những chị nào vào supply đều có bán hết. Có một chi sổ. Nó rất là dày nha, nó không rất là dày và nó dễ làm. Bạn để sát vào critical ha, cố gắng làm sao mà bạn đừng có bao giờ đụng cái đừng có bao giờ để cho cái cọ của mình nó đụng lên cái da của người khác. Khi mà đụng vào cái da của người ta thì nó sẽ bị cái tình trạng nó gọi là bị dị ứng đó. Nhiều khi người ta bị tay chân người ta ngứa, người ta bị sưng lên,
Tại vì cái chemical này nó dính vào đó. Mình cố gắng mình tránh cái tình trạng đó ra. Mà mình làm như vậy nó cũng đỡ được một cái là mình mấy bạn dũa nó cũng dễ dàng hơn. Nhớ là mấy bạn phải tìm cái chỗ nào đó, cái độ cao của nó. Cuticle ráng cố gắng đắp cho nó đều và cho nó tròn. Và sau đó mấy bạn nhìn ngang, có bạn thấy ngay chỗ này nó hơi bị lõm này. Mà đuốc thì chỉ khó mình lấy một cục khác mình đè vào đó. Đè vào ngay cái chỗ mà cái stress area. Sau đó mấy bạn đập cái chỗ này thật nó mỏng lại. Để cho nó cái độ nó hướng dẫn với nhau, đưa cho nó. Nó làm cho nó blending lên nó dễ dàng hơn. Rồi mấy bạn kéo nhẹ xuống. Hùng mạnh đang ok. Hùng mạnh đang, để em coi coi. Nhiều khi anh với em không có cái không có fan á, đâm ra anh không đọc được tin nhắn của em đâu. Em có thể em thách vào cái số điện thoại của anh là 407-455-3129 nha. Em Hùng Mạnh đây. Em thách vào cái số điện thoại của anh là 407-455-3129 nha. Giúp giùm anh thách vào cái đó cho anh đi, anh sẽ đọc hơn. Tại vì nhiều khi cái Messenger anh không có đọc được. Messenger nếu mà mình không kết nối với nhau là anh không có thấy cái message của em được. Mấy bạn thấy mà khi mà hai cái nó song song đều với nhau thành một cái này. Nhưng mà bên châu Âu anh à, ở châu Âu đâu thành vấn đề đâu, miễn sao là nếu mà anh thì anh không có đọc cái ấy của em được. Có em có, vậy em có Viper không? Em nhắn vào Viper cho anh đi. Được ha. Màu xanh này màu xanh 102 ha bạn. Có cái anh Evan lên hỏi là mới tuần vừa rồi mới được phải không anh, còn trước đó thì không được anh, hay là sao cũng được anh? Cái vụ tài trợ. Chứ đó là sao? Trước đó là trong cái mùa này là, nhưng mà phải là tuần vừa rồi hay là trong những 2 tháng vừa rồi? Thì coi nói chung là trong năm nay đó, trong 3-4 tháng vừa rồi đó, là những tiệm nào mà bị đập á thì đều là qualify hết. Chứ còn trước đó là 1-2 năm trước thì đâu có tính được. đúng rồi. Mình chỉ có tài trợ là cái chương trình vừa rồi thôi. Mà nó đúng ra chỉ có ở mới mấy tháng nay mới có thôi, chứ kia đâu đúng ai có đâu có right đâu. Chứ không phải là chỉ là tuần trước nha mấy bạn. Trong vòng 1-2 tháng vừa rồi mà những cái vụ biểu tình mà Black Lives Matter đó, thì nếu mà các bạn và các anh chị có tiệm bị đập phá thì bị ấy mà có police report hoặc là insurance claim report đó, thì có thể liên lạc với cả cái tiệm nail supply ở địa phương của các anh chị ha, để xin cái tài trợ của công ty Chiso là 100 màu bột cộng với cả 100 set nước sơn cộng gel polish. Và công ty, cái chương trình này thì công ty cũng sẽ chỉ tài trợ, cái khả năng của công ty chỉ tài trợ được 100 cái tiệm apply đầu tiên thôi nha. Thì đây là cái cách mà công ty chúng tôi đóng góp để ủng hộ, hỗ trợ cho cái cộng đồng nail Việt ở Mỹ.
cái chỗ này là cái chỗ mà bạn cần phải đắp, chỗ này là cái chỗ stress area rất là quan trọng là mình làm khác nhau. Đắp mà nó đẹp, đắp nó phải rất là đều. Bây giờ mình sẽ lấy cái màu này là cái màu màu là màu kim tuyến mới này. Sẽ làm ôm lên cái màu đó này. Màu nó đẹp lắm. Màu mới, màu này là màu neon, neon white nha mấy bạn. OM 85B đúng không? Neon white là OM 85. 85A. Thấy không? Tại sao kỳ này cũng làm 85A và B như vậy thì người ta có thể dùng 85A với 85B được không? Được chứ, một cặp với nhau để làm ombre chứ. Có rồi. Anh cũng là anh đã làm rồi. Anh cho nó ra cặp, anh đã sắp xếp lại với nhau là anh đã ấy hết rồi. Hello hello. Vậy là tiệm bị đập phá mới được hả anh? Đúng rồi Vân Chi Lê ơi. Cái chương trình này là tài trợ cho những tiệm bị đập phá thôi. Chứ còn có nhiều bạn hỏi là tại vì dịch COVID-19 bị đóng cửa đó thì thực ra cái phần đó nó quá lớn, thì công ty muốn lắm nhưng mà xin lỗi các bạn và các chị, công ty không khả năng để làm cái chuyện đó đó, tại vì nếu mà nó mà làm cái chuyện đó thì hoàn toàn cả đất Mỹ rồi, hết cái đất Mỹ này bị hết rồi, ai cũng bị hết rồi. Nói đúng ra là vì nói đúng ra là như vậy là mấy bạn biết là công ty chi sổ cũng bị ảnh hưởng rất là nặng, nhưng mà thì nó mình cũng cố gắng mình vươn lên và mình cố gắng mình để lại cho mình Is for those salon that get affected by it, and any other that right now we absolutely feel bad, but we couldn't do much about it because we cannot afford to do that to everyone, and that is big. That is the whole country that get affected by all that stuff, We only helping the one that get loot and break in only, and just 100 salons only that we can only afford to give out 100 sets at this time. Okay. Vâng Thanh Lê ơi, đây là anh David là CEO của công ty Chiso nha em. Và nếu mà em muốn mua hàng của Chiso, em có thể liên lạc với các tiệm nail, cái tiệm nail supply ở địa phương của em. Hiện tại bây giờ thì anh đang có tất cả cái supply đang có một cái promotion bán hơn sale có khoảng chừng 20% đó. Còn hơn nữa thì hiện tại bây giờ anh chưa có một chương trình nào hết tất cả. Nhưng mà anh thực sự anh cũng cảm ơn các em là có những nêu ra những có một cái những cái nhiều cái idea đó, là nếu mà bây giờ có một cái promotion nào đặc biệt nữa hơn không thì cái đó thì để anh sẽ bàn lại với lại các anh em trong nhóm coi là tụi anh có thể giúp được thêm một cái gì nữa không. Chứ còn hiện tại bây giờ là cái free set đó là chỉ dành riêng cho 100, đặc biệt là cho 100 người tập tiệm nail supply đã bị đập phá. Supply nói tiệm gửi em gửi vô email là sao Trần Thanh Tân? Gửi vô email là sao? Hello anh Danny.
Trần Thanh Trâm ơi, thì cứ gửi vô đi nha, tại vì công ty cũng sẽ xem là 100 cái tiệm đầu tiên nào mà apply cho cái chương trình tài trợ này của công ty đó. Cho nên là cứ gửi vô, tại vì bây giờ cũng không thể nào biết được là ai gửi trước, ai gửi sau em, thì thôi mình cứ thử nha. Thì em cứ tới supply đó. Em nói với họ, tại vì tất cả những supply đã được thông báo từ ở công ty ra hết rồi. À, tất cả những tiệm supply họ đã biết là cái chương trình này như thế nào. Để mà chương trình này như thế nào rồi. Thì họ sẽ biết là khi mà em sẽ đem những cái report, những cái police report hay là những cái claim của insurance đó mà em làm trong khi mà bị đập phá, bị thiệt hại đó, thì em sẽ submit cái đó vào cho những supply, thì họ sẽ coi lại và họ sẽ thông báo cho bên là họ sẽ tự động họ sẽ đưa cho em cái set đó thôi chứ không có gì hết. Thì em bị đập phá rất là 2 tuần, ok, nhưng mà em cứ bỏ vào đi, tại vì nếu mà em bị đập phá trước đây 2 tuần đó thì tất nhiên là anh em đã có report rồi, đúng không Trần Thanh Tâm, Trần Thanh Trâm thì có police report rồi, thì em cứ submit vào thôi, em submit vào cho tiệm nail, cho cái supply mà chỗ mà em sống đó. À, còn những anh chị nào đó mà sống ở những cái vùng mà nó không có supply của mình á, thì mấy anh chị có thể submit qua bên công ty Vincent New Supply. À, bên đó họ cũng nhận hết. Thì cái chuyện mà tùy theo mỗi supply mà họ cần em gửi email thì mình cứ gửi email vô, thì bao giờ những cái police report đó mình có thể mình scan ra hoặc là mình chụp hình ra và mình email cho cái tiệm supply đó em. Report mấy tuần trước là có report hết rồi. Bây giờ apply là kịp mà. Em kịp mà, em apply là đúng rồi, nếu mà em apply là em kịp đó, em kịp đó, không sao đâu. Ngày hôm qua đến giờ thì anh thấy có khoảng chừng mấy chục tiệm đã apply rồi. Nhiều lắm. Tiền của em nằm ở thành phố nào vậy Trần Thanh Trâm? California. Bên California, Los Angeles. El Monte cũng bị ha. Ở bên Lốt cũng có rất là nhiều tiệm bị. Take the color. Melrose à? Oh yeah, ok. Gần Hollywood, ok. Ok, được chứ. Em cứ submit hết vào đi. Em sẽ qualify cho cái set này. Nếu mà em ở Los á, Trần Thanh Trâm, em biết tới tiệm nào không? Em ghé vào cái tiệm Spa Nail Supply nằm ở trên Rosemead. Em ghé vô đó em gặp chị Liên hoặc là anh Phát. Em nói là em cầm cái police report tới đó. Em giao cái police report, em copy ra. Em copy cái đó ra. Em cầm cái tới đó em giao cho họ cái đó, thì họ sẽ cho em một cái set màu thôi. Không cần, họ sẽ không hỏi gì em đâu, tại vì họ biết là công ty đã có cái promotion đó rồi. Em cứ cầm tới thẳng đó. Nghe không Trần Thanh Trâm? Em tới cái tiệm là cái gì đó, Spa Nail Supply đó, trên đường Rosemead đó. Em tới đó là em sẽ lấy được cái set màu đó. Tại vì ở đó anh Phát á, anh có đầy đủ hàng của Chisel lắm, không thiếu một cái nào ở đó hết đó. Nước sơn rồi gel này nó đúng là rất là nhiều.
thì cứ cứ cầm tới đó, em cứ cầm report police tới đó là em lấy hàng ra thôi. Anh thấy là từ hôm qua đến giờ thì anh cầm anh biết được khoảng chừng, đúng rồi, final supply list, anh biết được khoảng chừng hai, cũng cần 20 tiệm submit rồi đó. Nhanh lắm. Ở tại vì Chicago nhiều lắm, Chicago rất là nhiều. Ở bên coi vị trí ở bên Carolina cũng bị 3-4 tiệm á. Nhiều lắm, nói đúng ra là theo đây mình thấy là hơn 100 tiệm bị phá hoại đó. Nhưng mà nó sự thật ra công ty chỉ có afford được 100 set thôi. Còn sau đó là hết rồi thì xin lỗi các bạn và các anh chị, mình không còn nữa. Thì các bạn các anh chị nếu mà bị thiệt hại thì có thể là báo cho nhau biết. Rồi các anh chị share cái thông tin đó ra cho những người nào người ta bị thiệt hại đó, người ta coi, người ta bị, để người ta claim, người ta lấy cái hàng đó vào. Mấy bạn anh chị thì đa số bạn bè, có bạn bè nào mà bị em bạn hỏi, mấy anh chị hỏi thử coi là tiệm của bạn có bị hay không. Những ai là những người mà đã bị đập phá thì họ có quyền, ai cũng có quyền apply cái chương trình này hết. Đó. Hoặc là các anh chị cứ share luôn cái live stream video này này cho người ta, thì để người ta nghe cái cách anh David anh giải thích là để apply như thế nào đó. Em đi liền đi ha. Ok, em tới thì em tới đó, em nói anh Phát á, là anh em gặp anh Phát hay là chị Liên cũng được, nhân viên trong đó đó, nói cho họ biết là anh David Hoàng anh có một cái chương trình như vậy đó, anh mới nói trên Facebook đó. Nhưng mà thường thường anh Phát anh biết hết rồi, tại vì anh Phát là một là những người supply họ đã có thông tin đó hết rồi. Tại vì bên công ty đã gửi cái đó ra cho mọi người rồi, thì mọi người ai cũng biết hết cả. Dạ, anh Bình Nguyễn ơi, đây là cái chương trình tài trợ của công ty Chiso nha anh. Là sẽ của công ty sẽ ủng hộ 100 set là gồm có bột màu solid cộng với gel và nước sơn cho những tiệm nail ở nước Mỹ mà bị vandalized hoặc là bị looted, tiệm bị đập phá, bị vô ăn cắp đồ trong cái lúc mà trong mấy cái tuần vừa rồi bị biểu tình đó anh. Thì nếu mà anh chị nào mà có tiệm bị phá, bị đập đó mà có report của cảnh sát hay là của bảo hiểm đó, thì nên liên lạc với cả tiệm local beauty supply hoặc là nail supply nhé. Thì nếu mà họ có carry hàng của Chiso thì họ đều biết cái chương trình này hết rồi. Và công ty sẽ tài trợ cho 100 tiệm đầu tiên xin cái tài trợ này thôi nhé. Hello, mình Zella. Tại vì cũng có nhiều bạn thắc mắc hỏi là làm sao apply, mà mấy bạn hỏi là mùa vịt vừa rồi người ta mở tiệm, mấy bạn mở tiệm ra mà bị vắng quá hay là không có tổn, cũng tổn thất cũng rất là nhiều. Thật sự ra đây mình cũng xin lỗi mấy bạn, làm việc không có thể nào mà mình làm hết tất cả được. Mình chỉ có là em xui lắm, em mới vừa lấy cửa hàng anh Tuyên Sang xong chủ được 3 ngày thì bị đóng cửa rồi, bị đập cửa lấy đồ. Even Lê, nếu mà em bị đập cửa lấy đồ là em có police report là ok, là tụi anh sẽ chương trình tụi anh sẽ tài trợ cho em lại cái 100 màu đó lại cho em. Là em chỉ cần lấy cái một cái police report thôi Evan ơi. Em lấy một cái police report hay là một cái claim em đem xuống cho bài bảo hiểm, hay là cái police report em đem tới cái supply mà em mua hàng ở gần nhà mình á, em đem tới đó thì là tất cả những anh chị supply đó họ đã biết cái chương trình này như thế nào hết rồi, tại vì thông tin đã gửi ra cho mọi người hết rồi, thì mình cứ tự đưa tới đó mình lấy thôi, mình không có gì hết. Và nếu em có thì em cứ tới lấy đi Evan ơi. Evan mà Evan ơi thì em tranh thủ nha, tại vì như nó là cái chương trình tài trợ của công ty này là có giới hạn thôi, và hiện thời chỉ trong vòng có 1-2 ngày mà đã rất là nhiều tiệm supply apply rồi,
Thì nếu mà em mà có full risk report đó, thì em nên làm liền chứ không mất công thì lại chần chừ thì nó lại hết mất. Theo đi mình thấy là từ đêm hôm qua đến giờ là cũng có khoảng chừng 20 tiệm đã submit rồi. Thì còn lại khoảng chừng 80 tiệm nữa đó mấy bạn. Mấy bạn nhớ là mấy bạn nào có thể share ra cái video này, hoặc là mấy bạn có thể báo cho tất cả những bạn và các anh chị nào của các bạn á, là đã bị tổn thương về cái cuộc biểu tình vừa rồi, bị đập phá, bị nó tới nó đốt tiệm rồi, nó tới nó đập phá, nó lấy hết đồ đi đó, thì cái chương trình này là sẽ apply cho các bạn nhé. Ở Chicago rất là bị rất là nhiều, tại vì Chicago là những cái tiệm submit rất là nhiều. Ở Los cũng bị nữa, ở Los cũng rất là nhiều người bị luôn. Vâng, cảm ơn các em ha, cảm ơn em. Thì các em có thể là làm, có thể share dùm ra cho mọi người biết, hoặc các em có thể gọi điện thoại. Thì ngành nail của chúng mình mà hình như là ai cũng quen nhau, rất là nhiều gia đình quen nhau. Thì mấy bạn có thể share ra dùm, mấy bạn có thể báo cho những anh chị mà đã bị thiệt hại rồi đó. Đa số là nặng nhất là ở vùng ở bên Chicago. Một số vùng ở bên Seattle cũng mà Los cũng bị, và luôn cả là bên Minnesota, St. Paul là bị nhiều lắm nhất, rất là nhiều luôn, cái chỗ đó là cái chỗ bắt đầu mà. Rất là nhiều tiệm nail ở đó bị. Thì Dale David thấy là chắc cũng vài trăm tiệm Việt Nam chứ không phải là ít đâu bị cái thiệt hại như thế này nè. Nhưng mà thực sự ra công ty, xin lỗi, công ty chỉ có afford được 100 set thôi. Thì 100 set thì những bạn nào mà nhanh tay thì những bạn sẽ lấy được cái đó. Anh không có chi event. Ở event tiệm em nằm ở đâu vậy? Thành phố nào? Đúng rồi, có nhiều bạn, có nhiều tiệm mới build lên thôi à, chưa có được làm gì hết, đang sửa soạn build để trong 2019 như rồi là cuối tháng build lên, hoặc là đang sang lại, hoặc là đang chờ là cho tới cái tháng 11, tháng 12 này là mình bắt đầu là mình mở cửa tiệm ra, là mình build tiệm, là mình sẽ kiếm chút tiền làm bạc đó. Ai ngờ đâu mới qua tháng 12, qua tháng 1 cái là bắt đầu Covid nó chưa đi hết, cơ hội nó tới. Covid nó nhào tới, trời ơi, nó tấn công mà tấn công chưa được bao nhiêu lâu hết, giờ cơ hội nó nhào tới tấn công nữa. Thật là năm 2020 này từ đầu năm tới giờ chưa có một cái chuyện gì gọi là vui cả. Hello Trần Thanh Trâm, sao em? Portland, bên em ở Portland, Oregon hả? I see, ok Evan. Bên em cũng bị nặng ha, Portland bên đó cũng bị nặng ha. Nói đúng ra là toàn đất Mỹ này bị rất là nhiều. Mỗi một thành phố là cũng bị ít nhất cũng là 4-5 tiệm. Cái bên Supply Spa Nails á, ở Will Smith họ nói là họ không có chương trình đó là sao, không hiểu. Vậy ok, không sao đâu, để anh, để cho xíu anh sẽ gọi cho họ, chắc có thể là họ chỉ nhận được thông tin á. Không sao đâu, đừng có lo. Anh có thể alo được không? Được Trần Thanh Trâm ơi, anh chút xíu anh sẽ alo bên đó, họ cho em cho, tại vì có thể là họ có thông tin nó tới nơi nhưng mà họ chưa có tới, họ chưa có biết á. Anh chưa check email. Chưa check. Em tới em nói chuyện với anh Phát cũng được đó. Anh Phát hay là chị Liên, có thể là hai người đó biết hết. Có thể là nhiều người khác, họ nhân viên, có nhiều người họ không biết chương trình đó. Nhưng mà anh Phát, chị Liên thì họ sẽ nắm tình hình chắc hơn, họ sẽ biết rõ hơn. Con chuột chạy tứ tung. Đúng rồi, con chuột năm nay chuột gì nó chả biết, nó chuột cống rồi. Chuột đồng nó có phá như vậy. Chuột cống phá hại.
supply ở họ không cho apply. À không phải đâu, họ không phải không cho đâu mà chắc là họ không biết á. Supply nào cũng cho hết, supply nào cũng có chương trình đó hết. Họ đang đứng mà supply. Em đang đứng ở đây chờ. Ok. Anh đang làm live. À em. À, Châu ơi Châu. Châu nói chuyện với Phát dùng được cái đó. Phát gọi cho Phát á. À, nói là mình đã có chương trình mà cho đó. À, em chờ nha, để bên công ty anh sẽ có người liên lạc với lại anh chủ bên đó. Nói cho anh biết là mình đang có chương trình đó. Tại vì nhiều khi bên đó chưa nhận được thư của bên chị Bi á. Không, mà cô này cô đã tới thẳng đó rồi. Cô đang ở đó mà, cô nói cô đang ở đó. Cô đang ở Rosebud, ở đang ở chỗ của Phát á. À, giờ ok. Công ty là thích kê liền. Các mở cửa, khi nào Phát mở cửa lại. Ủa, thời gian họ chưa mở cửa. À, tức là mở từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa, rồi 4 tiếng một trong một ngày. À, mà ít à. Đúng rồi. Rồi, dạ. Thôi giờ ngắn gọn cho các làm việc. Bên Chi Sổ phối hợp với là bên chỗ Vinces có cái chương trình để mà mình hỗ trợ cho mấy cái nạn nhân mà bị phá, bị cướp vừa rồi á. Phát. Vậy hả? Ok. Tại vì tưởng Phát chưa biết, nếu mà Phát biết nội dung đó rồi thì có một người khách đang đứng ở tiệm của Phát á. Họ, anh Hùng đang livestream thì các bạn đó họ nói là họ không có biết cái đó. Và họ đang đứng ở tiệm của Phát thì có gì Phát hướng dẫn dùng. Anh tưởng đâu Phát chưa biết thì anh nói, nhưng mà nếu mà Phát biết rồi. Có thể đi sai lộ. Có đi lộ tiệm không nhỉ? Không biết có đi lộ. Daisy Nail Spa. Trời ơi, em đâu có tới Daisy đâu có. Ủa? Cái tiệm đó họ không có chương trình đó đâu. Em phải tới là Spa Nail Supply. Mình đã nhắn tên cô này của nhanh quá, cô đừng ngừng. Em ơi em, Daisy Nail Spa họ đâu có bột của chi sở đâu em. Em đi lộn rồi. Em chạy xuống cái tiệm Spa Nail Supply đó là họ có chương trình đó. Có nhiều pháp lý rồi, trên cái suốt á thì rất là rõ, nó phải có báo cáo, phải có việc họp của sở cảnh sát hoặc là cái bảo hiểm. Họ đọc họ chỉ nói là coi như đương nhiên á, là apply là lấy chứ không cần một thiệt hại. Anh biết có nhiều người họ cũng không cần đọc, hoặc là họ cố tình họ hiểu theo nghĩa gì đó đơn giản hơn cho dễ làm. Ok. Thầy Thanh Trâm, em chạy xuống nha, nhớ cầm cái police report đi theo nha. Để cho họ copy lại. Đó. Nhớ nha em. À, giờ có nhiều người họ cứ nói là, đúng rồi, Covid mình đóng cửa 2 tháng giờ lấy được rồi đó. Chứ họ không hiểu được rằng bị tổn thất do được phá hoại vừa rồi. Còn cái chuyện đóng cửa thì chuyện khác hoàn toàn. Còn cái rõ thì cái Facebook rồi mà nhiều người cố tình hay là không hiểu nổi cái chuyện đó. Mà cứ hỏi đi hỏi lại anh đây là hỏi 1000 lần luôn á. Em vừa ra đi mua nước uống. Em vừa ra đi mua nước uống. Để em quay lại liền, đó là tên tiệm em. Đây gì Nail Spa là tên tiệm gì? Đây gì Nail Spa là tên tiệm em. Ok rồi, trời anh đang lại tưởng là em tới cái tiệm supply khác. Ok. Rồi em cứ tới đó đi, em cứ tới chỗ anh Phát đi. Để với chỗ mà spa nail đó nha. Là em cứ đem theo đầy đủ, em cứ đem hết tới đó cho họ đi. Là em sẽ có một set rồi, em đừng lo. Thank you. Trời ơi, đi cà phê uống một phát ngon quá là ngon luôn. Sướng luôn. Vô một cái là nó tê cái lưỡi luôn mấy bạn ơi.
Nè, mời các bạn ly cà phê. Dạ. Có được một set bột màu hả anh đây Bình, Bình Nguyễn? Em sẽ được một đây này này anh, em sẽ được một set bột, nó có tất cả là 100 hũ bột như thế này. Em thấy không? Cái set mà anh tặng ra là 100 hũ bột này và 100 cặp nước sơn gel và powder, nó matching với nhau. Đó, có nghĩa là em sẽ được 100 hũ bột và 100 cái này làm nó matching. Cái đó là cái món phần quà của công ty promo đó, cho như là bạn mang đẹp tặng riêng cho tất cả những cái bạn mà những anh chị nào mà bị thiệt hại cái kỳ mà phá, bị xuống đường vừa rồi bị đập phá đó. Đó thì đó đó là cái đó, cái đó là cái món quà của công ty bỏ ra cho các bạn đó. Ngon, cà phê ngon quá. Cà phê uống đã lắm. Nhớ không, những bà và những anh chị nào mà đã tiệm mới bị trong cái đợt vừa rồi, nó 2 tuần, 3 tuần gì đó mà đã bị đó, thì những bạn nhớ là mình đem nó xuống. Ở dưới Miami cũng rất là nhiều tiệm bị. Down in Miami too, there's a lot of salon get affected by it, by got loot, right, burned down. And you all qualify for the program too. If you know, mấy bạn ở dưới Miami cũng bị nặng này, New York cũng bị nặng này, Chicago bị nặng nhất, Philadelphia cũng bị nè, ở Los Angeles cũng bị nè, Portland Oregon này, theo đây mình thấy là Portland Oregon nè, Minnesota nè, Tampa nè, rất là nhiều thành phố bị thiệt hại và đã bị đập phá. Nhưng mà đa số là rất là nhiều cửa tiệm của những của tiệm nail của những của gia đình của gia đình mình, của những anh chị và của trong ngành nail đó, đa số là bị rất là nhiều. Thì các anh chị nào hay những bạn bè nào đó mà có quen ai đó, mà biết ai đó, thì nhắc nói cho người ta biết để người ta tới, người ta lấy cái giải, người ta lấy cái món quà nhỏ nhỏ của Chiso tặng ra cho các bạn đó. Mấy bạn chỉ cần đem cái police report, hoặc là mấy bạn đem cái tờ giấy mà claim của hãng bảo hiểm đó, là mình bị thiệt hại và bị đập phá đó, thì mấy bạn đem tới cái đó tới cho supply, thì họ sẽ coi lại và họ sẽ giao cho các bạn cái món quà đó. Một trăm người thôi nha mấy bạn, công ty chỉ có afford được 100 set thôi. Thì những bạn nào bị thì nên làm ơn đi sớm đi. Chứ đây mình thấy là cũng có là rất là nhiều nhiều người đã claim rồi. Bao nhiêu hũ vậy? Bao nhiêu bột nhiêu hũ vậy? 100 hũ em. 100 hũ bột như thế này, em sẽ nhận được cái món quà đó là 100 hũ bột và 100 cặp và 100 cái này nữa, nó là 100 set twin one đó. Đây này, đây cho mấy bạn coi này. Nói đúng ra là bây giờ mấy bạn nhìn đây là rõ nhất này. Đây, các bạn thấy trong trên cái kệ này không này? Nguyên một cái đó luôn đó. Đó, là mấy bạn thấy cái kệ này không? Từ số 1 này, mấy bạn thấy không? Từ số 1 này, đây là một cặp này đúng không? Đây là hai cặp, đây là một cặp nữa này. Thì mấy bạn sẽ nhận được tổng cộng là 100 hũ bột ở trên cái kệ này, và 100 cặp nước sơn gel và polish ở trên này luôn. Đó, đó là 100 cặp 3 in 1 cho tất cả những cái tiệm và những anh chị nào đã bị thiệt hại, bị đập phá trong cái mùa riot vừa rồi. Đó, cái đó là cái phần quà của các bạn đó. Đó, David, mấy ngàn đồng hết đâu? 2700 mấy chục đồng. Cái trị giá 270 mấy ngàn thì đúng rồi. Nhỏ mà không nhỏ đâu nha quý vị. Thì cái đó là, thì sự ra cái đó là nhiều lúc công ty cũng muốn làm hơn như vậy nữa, muốn làm hơn tất cả luôn, muốn thầy cho các bạn ăn tất cả luôn. Nhưng mà hiện tại bây giờ công ty chưa đủ tiền để mà cho. Thật sự là như vậy, nếu mà công ty afford được là công ty cho mọi người luôn. Chứ không phải là bị về đâu, nhưng mà hiện tại bây giờ mình chỉ có làm được bao nhiêu đó thôi mấy bạn ơi, mình không có thể làm hơn nổi.
em đến supply rồi, ok. Bên đó nói phải email. Bên nào? Email lại email nữa là sao? Rồi Trần Thanh Trâm, em đang ở đâu? Em đang ở supply nào? Email là sao? Em cầm cái police report tới là email gì nữa? Em đang ở supply nào vậy Trần Thanh Trâm? Anh gọi giúp em sponsor ở Rosemith lại lần nữa nhé. Anh đang nói chuyện mà, bên đó đang nói chuyện đó. Em chờ đi, em chờ em nói chuyện với anh Phát nha. Anh Phát anh đang bật điện thoại đó. Em chờ đi, anh Phát anh đang nói chuyện điện thoại đó. Khoảng chừng 5-7 phút nữa. 5-7 phút nữa em sẽ nói chuyện lại với anh Phát sẽ biết à. Có thể là nhiều khi mình nói chuyện mà mấy em đang nói chuyện với là những người sale đó. Rồi thì người ta chưa có hiểu rõ. Panel supply trên đường Rosemith trên ở thành phố Rosemith đúng không? Em cho anh cái địa chỉ cái cầu cái tiệm em đang tới đi. Em thách em bấm lên trên đó cái địa chỉ đó dùm anh cho anh coi nó đúng cái địa chỉ của em tới không? Là 92163 Lê Boulevard không? Đúng rồi. Là cái tiệm của anh Phát á. Nhưng mà nếu mình khi tới lộn cái tiệm khác không biết ạ. Họ nói họ không thể còn chỗ đủ 100 tiệm cho nên họ không đưa cho tiệm em. Họ không để còn chỗ đủ 100 tiệm. Không, bây giờ là em cứ tới em đưa đi, em submit em đưa vô họ đi. Họ không có đưa liền nhưng mà họ phải coi tại vì họ không có biết là bây giờ là họ trước là sau họ phải coi. Có thể là bây giờ họ không đưa cho em liền. Nhưng mà họ đã nhận kiểu họ nói phải đúng rồi. Thì cũng có đúng tại vì họ verify lại tới bên anh là tại vì bên anh control, bên anh là người control. Thì tất nhiên rồi, em đã submit vô rồi. Ok, cũng tốt không sao hết, em đừng có lo. Có nghĩa là em đã submit rồi, em đang đứng trong hàng khoảng chừng 25-26 thôi. Ha. 25-26 thôi, em đừng có lo. Thì em đã có cái hồ sơ cho anh Phát, em đã tới đó rồi. Thì họ sẽ verify lại con bên anh trước khi họ đưa hàng ra. là em có phải là cái tiệm 100 không? 100 tiệm không? Họ không control được, chính xác là họ không control được. Em đừng có lo, thì em bây giờ em đã submit cái giấy tờ đó cho họ rồi thì em đừng có lo nữa. Thì em chờ đi bên anh bây giờ họ sẽ submit qua cho anh. Xong rồi anh ok một cái là họ anh sẽ à, họ sẽ báo cho em tới pick up thôi. Hiểu chưa? Em nhớ để thông tin lại, em nhớ là em để cái thông tất cả những thông tin gì của em lại đó để cho anh bên đó là họ confirm lại cho với bên anh thôi. Cái lý do là mấy bạn hay không, chứ không phải là mình cứ đem giấy tờ lên một cái là supply người ta đưa hàng cho mình liền luôn nha. Tại vì họ cũng cần phải verify và họ make sure là hãng phải approve nữa. Chứ bây giờ đâu có biết được, tại vì bây giờ là phải có thời gian thì hãng mới coi là người nào nộp xin trước xin sau. Chứ bây giờ nhiều khi có thể lên tới mấy trăm tiệm xin thì sao. Cho nên hãng họ sẽ phải chờ nha. Thì các bạn cứ nộp giấy tờ vào cho cái tiệm supply đó rồi khi nào ok thì họ sẽ liên lạc. Thảo ơi, đây mấy anh nói là trời hôm qua về coi như là tụi nó khóc xiết bước luôn á. Lúc mà em đi ra là tụi nó khóc. Trời ơi. Muốn cột muốn lửa. Trời ơi. Anh được takeover phần của em sáng nay á, cứ bà cố luôn. Trời ơi. Mấy cái hộp phải rưng rưng nước mắt luôn á, mấy chồng luôn. Đúng rồi, trời hôm qua em đi về sớm. Quá, em không ngờ là em coi lúc nãy anh quên livestream mấy em lấy bột.
Trời ơi. Giống như là vô tiệm kẹo vậy đó. Trời ơi. Thôi mất mặt quá, bị cay. Đúng thời ngày xưa đi bao cấp á. Các bạn thấy các bạn thấy ở gần mặt trời á, thấy sướng không? Lẽ là phải like. Chú ơi, chú nghĩ nào? Em về bị đập quá trời nè. Ở đâu? Bị đập em. Ai đập em? Mấy gì quýnh em? Cái gì đập em vậy? Sao em không mở cái bài tiếng chày chính sóc bom bo lên là hết đấm liền? À? Rồi, ok. Đang lại xin một phút. Cái cô này, rồi, cô rồi, tới rồi. Tiệm à. Cô đòi lấy hàng liền. Không à. Được, đâu không. Ok, thành ra, Châu mới giải thích là đang mở speaker hôm bên kia. Cái việc mà tới đó là Hùng giới thiệu cái địa chỉ đó để tới nộp đơn. Đúng nộp rồi. Lại. Đúng rồi. Và cái điều kiện hay không, ngay cả có report trong tay cũng không thể nào lấy hàng liền, phải được approve bởi phiên dịch coi điều kiện đó hay sao. Dạ, okay. Phải sao một thời gian. Rồi, ok. Ok ha, rồi nghe rõ nha. Rồi rồi, cảm ơn. Em cũng vừa muốn giải thích vấn đề đó cho chứ bây giờ bao nhiêu tiểu bang như vậy phải xếp theo ngày theo giờ nữa. Nghe không, em châm không, em nghe đi, em cứ là em submit vô đó đi. Em đang đứng trong cái hàng khoảng chừng hai mấy thôi, em đừng có lo. Tại vì bên đó là họ không dám đưa cho hàng liền, tại vì hiện tại bây giờ nó rất là nhiều tiệm họ apply vào thì nó chỉ có 100 set thôi. Thì cái thời gian mà bây giờ em apply vô đó là ngay cái giờ này em apply vô đó thì là bên đó là họ submit qua bên cho bên công ty bên anh. Thì anh bên anh là sẽ biết được là hiện tại bây giờ đang có bao nhiêu người apply rồi. Thì em đã không lo, em đang đứng hạng hai mươi mấy thôi à. Thì sau đó thì em sẽ chờ thông tin bên anh approve rồi anh báo cho bên đó biết, là họ sẽ báo cho em biết là họ tới họ lấy hàng luôn. Nhà mấy em. Màu này là màu không? Các anh chị em nhớ khóc cả đêm. Màu này màu là 2 thêm đi ơi. Sau cái live stream này xong đó là chơi, bắt đầu là tụi anh kéo tàu đi chơi. Đi câu cá xong rồi lại hứa sẽ live stream đầy đủ. Tối nay là chắc sẽ thêm từ xỉu nữa. Em cứ chờ đi, chờ Thanh Trâm ơi. Em chờ bên anh approve cái là em lấy được liền này, em đừng có lo nha. Nghe không Thanh Trâm, em báo cho người ta biết được rồi. Là người ta đã có cái hồ sơ của em đó rồi đó. Tại vì họ sợ là họ không control được cái 100 mấy đó. Thì em cứ chờ đi. Em chờ đi vài ngày sau là anh bên anh approve xong là em sẽ là họ sẽ báo cho em tới đó lấy thôi nha Trâm. Một lẻ hai. Dạ. Một lẻ hai ombre với lại OM 85A. Sao có em anh không kéo tải cho em đi nữa. Kéo tàu. Có em kéo bi. Kéo tàu thì bây giờ em lên đi, anh kéo cho em đi nè. Quay lại đi. Hôm qua anh chờ em mà dẫn qua đảo mà em đi về mất tiêu rồi, đâu đi qua đảo được đâu. Hòn đảo mộng mơ. Sao mong đi chơi. Trình Thanh Tâm, thank you anh. Rồi không có chi nghe em Trần Thanh Trâm. Chúc em thật là nhiều may mắn. Một vài ngày nữa em sẽ biết kết quả, em sẽ có người ta sẽ gọi cho em xuống lấy nha. Cái kim tuyến này quá là lạ. Hay. Đây ạ.
Nó cái tuyến nó đi theo cái ấy mà, nó đi theo cái bay ở dưới. Không, nó reflex á. Nó reflex sau 2 giờ. Sau 2 giờ, à, đúng rồi, sau 2 giờ em. 2 giờ, sau 2 giờ. Bây giờ là anh xong cái này là bắt đầu là tụi anh kéo tàu tụi anh đi nữa nè. À, trời, phải có em là cổ vũ là vui biết mấy rồi, em đi về sớm chi vậy? Đúng rồi, em là vui rồi, nhưng mà không có em vui hơn nha. Bữa Thảo chạy xuống em gửi em xe cái lục ấy là ngay dưới cái ô. Hai cô hỏi cũng đi nghe đi, đi kiểu gì chứ? Trời ơi, tàu sao đi? Hello Phương em. Trời em hồ em. Trước sau em về em biết vậy là em mở lại là tối nay là về luôn nè, được rồi. À. Một lần tới Chi Sầu đi các bạn, vui lắm, vườn trái cây. Sắp tới Chi Sầu sẽ có tổ chức những cái khóa huấn luyện nha, cho các bạn, các anh chị em muốn nâng cao tay nghề trong ngành nail đó. À, cái đó cũng ngày hôm qua giờ là có rất là nhiều người hỏi, có rất là nhiều người hỏi. Thì có gì anh sẽ bàn với mấy em về vấn đề này. Hello Phương, em khỏe không? Ai trong đó hôm nay mà về là dọn qua nhà nợ luôn đó. Trời ơi em lo chi, em không lên đây em đã thấy phòng anh nhiều cái nào rồi chứ không. Anh có cái phòng gì riêng cho em đây nè hả? Đầy gì đầy đủ, muốn gì có đó. Còn có rất nhiều bột. bột là cả kho, em không sợ đói. Em về đây là em lo không bao giờ đói. Hello from Nicaragua. Nicaragua, that's a long way. Hola, Elizabeth. Ôm cái thằng kia đó tốn hơn, nó tròn tròn hơn. Ừ, nó có sự ao mình là nó vậy. Cái lá đầu thì nó khác hơn chút. Này nó ôm vô nó vậy thôi à. Ờ cái tin tức nó fake quá. Không biết là thật không, nhưng mà nó nói là ở Florida mình đó fake. Florida mình đâu có bạo động gì đâu, có gì đâu. Lên new liền à, không có đâu. Một số cái đó mình giờ không có thật. Rồi tin tức giờ nó mấy quỷ nó fake new không? Bà cha này nó. Em mấy cái đó mà nó đưa của... mấy cái đó là mà nó đưa vô Chi Sầu là mấy anh em cứ block hết dùm ra đây. Đá tụi nó ra block tụi nó luôn.
nó đưa bao cho là cái thông tin tầm bậy tầm bạ không mà nó làm ra là ảnh hưởng tới ngành nghề của mình đó. Bởi vì mấy các anh chị các bạn nếu mà có chia sẻ những cái thông tin đôi lúc có thể là mình có khi tốt muốn chia sẻ cho cộng đồng nhưng mà cũng nên cẩn thận đúng cái nguồn tin nha trước khi mà chia sẻ vào, tại vì tụi mình sẽ kiểm duyệt lại và nếu mà là tin giả là tụi mình sẽ block các bạn hoặc là đá các bạn ra khỏi nhóm. Tại vì cũng có một số người thì nó lại có những cái mục đích khác cho nên là cố tình đưa những cái tin nó làm cho cộng đồng người ta lại càng hoảng loạn hơn. Nó là nó cố tình nó vào để nó đưa những thông tin sai lật lội để cho mình thêm hoang mang đó. Mình không có muốn, mình không chấp nhận những cái thông tin đó. Và trong cái group của chị Sầu mình sẽ delete hết tất cả những cái thông tin mà không có đúng á. Những thông tin mà sẽ làm tổn thương cho ngành nghề của chúng mình đó là mình bỏ hết. Rất là nhiều, có rất là nhiều đám hai chị Lily xin nó nhào vô đó rồi nó lấy thông tin đâu bậy bạ nó đăng lên. Cái tay này là anh David Hoàng đang livestream làm cái bộ móng cốt bộ version almond shape nha. Cái tay này là làm bằng form hoàn toàn luôn. Xong rồi Tammy ơi, lớp học này kết thúc rồi. Sau khi xong cái tay này là bắt đầu tụi anh kéo cầu tụi anh đi chơi. Lát nữa livestream cho em coi. Em hứa sẽ livestream đầy đủ. Công ty chia sổ là đăng ký học là bao chơi sau luôn nha. Bao ăn chơi luôn nha. Khoe chứ. Cái gì chứ anh chơi là khoe dữ lắm. Không bao giờ tụi anh giấu vấn đề đó. Không bao giờ. Không bao giờ mà che giấu đó. Coi như là cho em thấy là thật lòng luôn. Không có gì mà giấu giếm cả. Vẽ con này nè. Vẽ gì? Hoa văn hả? Mấy cái hoa văn. Mình sẽ vẽ một ngón hoa văn cho mấy bạn coi ha. Oh hello Tammy. Tammy Nguyễn. Hôm qua em về tới nhà tới mấy giờ rồi Tammy? Chị Tammy livestream kêu qua đây ngủ với em, cuối cùng để em ngủ mình. Xong rồi giờ lại ngồi hỏi sao đối xử với em như vậy. Thấy chưa? Em nghe chưa? Tammy Lê. Rõ ràng em ngồi coi livestream của chị vẫn nghĩ là chị đi. Qua tới đây rồi. Đi. Thấy chưa? Không, em là ai là lừa gạt ai? Em thấy không? Bao nhiêu người cứ nghĩ là em đi chung không? Tưởng là qua đây gặp em hết. Còn đâu đến bây giờ em mới biết chị xem mình đến quậy rất là sung. Quá sung luôn. Rồi. Chơi số 1 quá. 3 giờ sáng mình tới đó rồi. Thấy chưa? Về tới nhà 3 giờ sáng. Thank you.
Vậy hả? Thật vậy hả? Vậy chứ còn hả nữa. Ồ, 8 giờ thêm mì kêu đi nữa kìa. Trời, 8 giờ. Ôi, đi giũa, 8 giờ đi giũa. 8 giờ đi giũa. 3 giờ sáng, 8 giờ đi giũa. Em chừng 8 giờ tối chỉ xuống, đừng lo, có em chờ. 12 giờ đêm cũng có em chờ. Thảo đâu rồi? Thảo đang đi giũa hả Thảo? Thảo có khách hẹn mà. Chỉ hôm nay còn hẹn rồi. Cuối tuần rồi. Ôi mà đẹp quá, hai cái tay. Cái gì làm mất kia cũng đẹp. Em có đang giũa không? Đúng rồi, anh biết, anh nghe, anh biết là em đang giũa rồi. Trời ơi. Rồi, tay kia mát mát không hay là hấp dao vậy? Mát. 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 Ok, mát hết, làm này mát luôn đi. Muốn làm gì cũng được. Mát rồi, mát rồi, bắt đầu mới vẽ design nha. Vẽ design. Còn anh dùng một cái này, một cái màu của lít rồi mát rồi. Chị có ngón, nếu mà vậy ông mát thì chị có ngón mày mát được nè. Hoặc có mấy khi cho sáng nè. Để ông chị cho những cái màu sáng màu mới của mình. Cái leader của mình. Để anh làm nè. Anh leader đẹp quá. Ngon quá nè. Hồi đó mà mấy cô là làm file đồ nail á. Dạ. Đẹp lắm. Đó là 102, cái này với cả cái nút 71 của mình, cái nút không có pin mới, tôi còn đắp rất là đẹp. Làm tiếp vào cái màu đó. Cái gì bỏ bông lên. Mình không, lên cái màu tiếp hơn có đẹp. Cái này đẹp. Rồi cũng không cần đai mình, nó vẫn màu. Đúng rồi. Vẫn đẹp. Đẹp hay không thì do cái bộ móng đâu phải có cái đá gắn kia đâu. À, Uyên muốn gặp chị không kìa nha. Trời ơi. Tối về bị chồng nhốt người được nè. Bị gì? Bị chồng nhốt. Chồng nhốt là sao em? Chồng em ông nhốt em hả? Nhốt em đâu? Anh nhốt là anh có làm gì chị không? Ừ, em Uyên hỏi anh có làm gì em không? Là nhốt xong thì thế nào? Em có bị chói không vậy Thảo? Chói chỗ nào chứ? Lần nào em gặp chị cũng hỏi Uyên có muốn gặp chị không mà đâu có bao giờ thấy chị đâu. À. Năm mình lê. Cầu đó. Em hỏi cho vui miệng, em buồn lắm luôn đấy. Cầu đó em hỏi không hoài luôn á. Thấy không? Con là tham đi Nguyễn ơi. Con là chị nha. Có ai đi làm mà sơn móng cắt đi vô để sớm được đi chơi không? Có ai đi làm mà móng cắt đi về để đi chơi không à? Có không? Móng cắt về sớm để đi chơi. Có chị em nghe chị hỏi là em hiểu có chị rồi. Cao thủ đây là vậy không em? Nước sơn màu đen màu trắng lấy cho bạn hai một painting gel á. Cao thủ nên là có quyền từ chối khác chị ơi. À không có chi nha Trần Thanh Trâm. Anh cảm ơn em. Supply photo report rồi mà không biết khi nào bên em được approve. Khoảng chừng 1-2 ngày à, khoảng 2-3 ngày là maximum nha em, Trần Thanh Trâm. Chừng vài ngày thôi là bên anh. Thì chỉ cần ở bên đó là họ báo qua cho anh thì anh approve cái là người ta sẽ gọi tới, người ta sẽ tới gọi em để mà lấy hàng thôi, không lo. Thank you.
Trời, cái màu này em thêm em em cây địa phương em làm em tặng cho mình này, đẹp chưa? Có quà kỷ niệm. Đó, cái quà trước khi về em làm quà tặng kỷ niệm. Cái hoa. Rồi. Đây, bây giờ mình sẽ vẽ cho mấy bạn coi ha. Mình vẽ không thấy cỏ mà có ăn có cỏ rồi. Mình sẽ vẽ hoa văn và mình sẽ rắc màu đen và mình sẽ rắc cái này lên trên cho mấy bạn coi. Vẽ cái này thì nếu bạn biết là cái này là cái cỏ của mình cắt, mình đã tỉa đi một số lông, mình không để lại nhiều. Mấy bạn lấy nước sơn là mấy bạn lấy cái chỗ dày chỗ mỏng để mình những cái chỗ mà nó cần mấy bạn kéo những chỗ nào mà nó cần dày là mấy bạn nâng nó đè nó xuống. Còn khi mà bắt đầu tới chỗ nào mà nó mỏng thì mấy bạn các bạn là ấy nó lên như vậy để cho nó có cái độ. Rồi, các bạn thấy không, cái nét đó mình kéo cái nhẹ, kéo nhẹ. Thường thường vẽ đó mấy bạn nên là mình vẽ lên cái mặt, lên cái mặt nát thì nó sẽ đẹp hơn, là cái mặt nó dễ vẽ hơn. Cái mặt bóng này thì nó hơi chạy đó, nhưng mà được cái là cái nước sơn của mình cái mặt bóng cũng tốt lắm, nó bóng rất là chắc, không bao giờ bị lem. Em thường là vẽ lên trên thuốc phốt nhưng không có nổi lên. Càng ngày mình đi xuống mình càng nhỏ lại, nói lên cái nhỏ nhẹ nhàng. Cái nét vẽ là cái nó cần có cái sự lả lướt, nó cần có cái năng là cái chỗ thì là đậm, chỗ thì là lọt. Mấy bạn vẽ cái nào nó cũng đều đều đi với nhau thì nó không bao giờ đẹp hết. Nó không có nói lên cái sự sắc sảo. Các bạn nhớ là vậy, nó phải có cái sự sắc sảo trong đó. Các bạn nhìn nó làm sao không như vậy. Màu xanh rất là đẹp. Em chào ông chủ, khỏe không? Ngọc Anh, khỏe không em? Em có nhớ anh chỗ nào không? Rồi bây giờ em đi đâu? Chào rồi, có gì lạ không? Chị Thành Mai hỏi chị tự vẽ lông chim hả? Không. Lông chim hả? Ồ, đó lông đó, em nhớ hả? Anh là lúc nào cũng là lông. Các bạn thấy không, cái nét nó vẽ không, chỗ đậm chỗ lợt, đâm ra lúc mà mình lấy cái cục bột lên, cục mực lên là mình sẽ để ý mình đi cái nét nó như thế nào, nó nhờ những cái nét đó nó đi, mình đi ra ngoài là mình kéo nhẹ luôn, nó nhờ những cái đó thì nó mới nói lên được cái sự sắc bén của cái. Các bạn thấy cái họa tiết của anh Ben Đức Lân vẽ ha, nó có cái sự sống động, cái mềm mại, người ta gọi là cái movement đấy,
đó là khi mình vẽ nó nhìn như vậy nó mới tự nhiên, chứ còn nếu mà vẽ mà cái nét nó cứng hoặc là nó đều nó thẳng quá thì nó không có đẹp. Cái gì cũng vậy hết mấy bạn, cái gì nó cũng có cái nó có cái dẻo không, nó có gì nó cũng có cái đó. Mấy bạn thì nhìn thấy không? bây giờ mấy bạn để như vậy mình chắc không có, mình muốn là mình lấy cái này mình đổ lên đó, tại vì cái này nó màu đen thì nó làm không có ba lên cho cái bộ móng tay này. Không có ba lên ra thì mấy bạn nên nhớ các bạn lấy cái màu này, cái màu OM80B đẹp quá, cái màu nè, mấy bạn lấy cái này là mấy bạn rắc nó lên đây thì nó mới ba lên ra được cái màu nhũ trắng đó, như là thấy không, là mình để như vậy mình đổ nó lên à, mấy bạn thấy chưa? Rồi sau đó mình mới bỏ một cái đèn cho nó phơi khô. Cái kỹ thuật này thì đây là cái kỹ thuật mà người ta gọi là sugar nail art, hay còn gọi là cái emboss nail design nha mấy bạn. Emboss có nghĩa là nó nổi gờ lên ở trên mặt, bề mặt của cái móng nha. Microphone bên anh bị gì đấy nghe nhỏ lắm, để anh mở lên coi. Có ai nghe gì không? Rồi không nghe tiếng nói không ai được. Có con nhấn nút nhựt nâu chỉ nhỏ thôi. Rồi mấy bạn nghe chưa? Bột nhiêu hũ à? Bột hiện tại bây giờ đang bán là người họ đang sale. Nghe rồi. Tại vì nãy mình làm nhỏ lại. Dạ nghe được rồi, ok rồi. Vậy mà nãy giờ không ai lên tiếng, có chỉ có một mình em Ngọc Anh vô là lên tiếng thôi. Mấy em này cũng dễ thương quá, im không ai nói gì. Rồi, mấy em coi lại này. Nè, thấy chưa? Ra cái màu cái màu xanh xanh đẹp quá. Yeah. Wow. Ví dụ này thì cái màu đen mà nó nhờ cái màu đen đó, nó làm cái áo ánh đó. Và cái hũ này nó cái hũ này nó làm được cái này nữa. Hũ này nó làm được nhiều thứ hơn. Cái hũ này nó làm được cái này nữa. Em tạ đây nó này. Mình lấy miếng giấy này. Giấy đâu? Đánh như đánh côn. Đánh chà, côn bắt đầu thôi. Nó chà cái con này đầu cho nó ra khô một xíu nha mấy bạn. Cái này đánh côn hay lắm. Yeah, cái côn này nhưng mà nếu mà đánh nó trên màu càng đậm thì cái hiệu ứng côn nó ra nó càng mạnh hơn. Đúng rồi. Còn cái màu sáng hơn các bạn hơi khó thấy hơn nhưng mà nó cũng là cái màu sáng thì nó đúng. Không, mình chỉ có muốn là thấy cái lấp lánh chút. Đúng rồi. Cái này là cũng một cái kỹ thuật rất là hay. Đấy đây. Rồi, bây giờ thôi. Bây giờ mình xong rồi. Mình xong rồi mình chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ dẫn bất cứ một màu solid nào em làm ở dưới kể cả sơn hoặc là bột mình solid dẫn em đi biển đi lái tàu đi chơi đánh cái thằng nó lên trở thành màu nhũ nó xài được nhiều thứ khác nhau. Nhìn nó khác mà nó muốn màu khác mà màu shimmer mình không có cái màu shimmer đó mình cứ làm cái màu solid được rồi đánh cái thằng nó lên thành màu shimmer. Đẹp quá trời đẹp luôn. Nó help nhiều cái situation. Với cái đồ của chi số nó làm được nhiều thứ. Nó không biết dùng. Nó đẹp quá mà. Dạ. Dễ thương. Nó hiệu ứng nó. Chị Thảo Mai nè. Lông chim ống ánh nha. Lông này con glow đó em. Lông chim này là con glow người ta hát vậy đó. Lông này lông thiên thần rồi. Mà phải vô phòng tắt đèn mới thấy được. Rồi quá đẹp luôn. Đẹp quá. Rồi mình
chụp vài tấm hình cho mấy bạn coi rồi mình là mình xong. Cái màu nó lên. Tới giờ đến tới giờ mình ăn chơi. Mình nó ở trên cái màu xanh đó. Đẹp lên, không đẹp lên. Nếu mà nó bỏ màu đen quá thì nó sẽ bị ấy lên nha. Nó sẽ bị đen quá. Màu trắng mà nó lên là thay vừa. Đúng rồi Ngọc Anh ơi, năm nay đang tháng 6 nó cancel hết qua tới tháng cho tới năm tới nó mới mở lại. Hôm trước là nó làm qua bên tháng 9. Xong này cuối cùng nó cũng cancel luôn rồi Ngọc Anh ơi. Coi như là hai đứa mình không gặp được nhau cho tới qua anh phải chờ qua tới năm tới anh mới gặp được em rồi. Thiệt là buồn luôn á, ngủ mấy năm nay là ngủ không ngon, không ngon lành gì hết cả. Em có biết không Ngọc Anh? À, anh nghe nó cancel một cái như là anh rầu, rầu. Rồi tay kia luôn, bỏ tay kia luôn, hai tay vô luôn. À, một bên thì xanh, một bên thì đỏ, bên này thì đỏ như vậy, bên này xanh như vậy. À, úp vô cho anh, đó, rồi đó, mấy bạn thấy chưa? À, bên xanh bên hồng, dễ thương không? Là dễ thương ha. Rồi chào các bạn nha, bây giờ mình sẽ out đây và mình bye bye. Anh không phải là rầu là không có được đi à, Ngọc anh biết không, anh không phải là rầu là không được đi sâu. Anh rầu là không có gặp được em á, anh rầu cái đó, em không có hiểu, em hiểu chưa? Anh rầu lắm luôn, không gặp được em á. Chứ còn ngoài ra đi sâu đâu thành vấn đề, chuyện nhỏ thôi. Gặp em mới là chuyện lớn. À. Chuyện trăm năm luôn. Ừ, trời ơi. Thôi anh chào các em nha, hẹn các em vào ngày mà vào tuần sau ha. À, vào khoảng một tuần tới nữa là anh sẽ thông báo cho các em biết, cho các bạn biết là chương trình của mình sẽ làm cái gì, đi lớp học ở đâu, như thế nào. Mình sẽ thông báo cho các bạn biết sau này nha. Rồi bây giờ mình chào các bạn đây. Chúc các bạn một ngày thật là đẹp, ngủ thật ngon. Andy. Hi, chào rồi, các bạn. Bé Milan. À. Đẹp quá. Rồi chào nha.